Xin chào các bác. Trong đêm trong rừng vắng, tôi phải nói thật với các bác một điều rằng là không hiểu cái chuyến này đi, hai chuyến đi rừng, các ông này đi rừng toàn kể chuyện ma mãnh trong rừng, ngồi đêm chết khiếp luôn. Tôi đã rất nhiều lần tôi bảo là mình sẽ thử một lần đi rừng xong là ngủ đêm ở rừng một mình. Nhưng mà cứ lần nào chuẩn bị đi là anh em bắt đầu lôi những cái chuyện này ra từ xưa đến nay rồi. Cách đây 3-4 năm đã từng gặp thế rồi. Làm mình thực sự với các bác là khiếp vía. Nó có rất nhiều chuyện, bây giờ tôi sẽ chèn vào những cái đoạn phim mà chúng tôi vừa nãy ngồi nói chuyện để các bác hiểu một phần. Mình về tâm linh mình không nói trước, các bác nhá, không phỉ báng cũng hôm ấy mà mình lắng nghe. Lắng nghe và hiểu được phần nào thì mình hiểu. Thì có cái đoạn phim này là nó rất là kỳ bí đấy, để các bác nghe nhá. Xem xong người ta sẽ quay lại. Là chúng tôi ở các cái bãi như thế này ấy, là có một cái chuyện rất là kỵ thế này nha các bác nhá. Đống lửa các bác nhìn thấy đống lửa góc kia đang cháy kia kìa. Đống lửa kia nhá. Có một cái chuyện tâm lý như thế này, tâm linh như thế này. Là anh em ở đây đi rừng đêm ấy, tuyệt đối là không bao giờ đốt xương, đốt lông các loại động vật ban đêm trong rừng. Tại sao lại không đốt như thế hả Toàn? Nó mùi xương cháy thì không. con rừng nó ra mà không đốt thế này là mình là rừng là rừng ma. Rừng không phải rừng ma, cứ mùi rừng, cháy. Bây giờ mình cháy, trong rừng ma rồi. Một mình là cháy lung này, hai là cháy xương nó là cái xương mùi khét. Mùi khét thì lại mùi con mình đốt xương là mùi khét là con ma nó hay bị. Ma rừng ấy. Ma rừng về đấy. Ma nhỏ đó, ma to. Bây giờ nhá, mình thui cái gì nhá. Nhưng mà người bình thường mình hay là bây giờ anh hay là anh thêm với em ấy, mắt sáng. Hay là không mắt sáng ai thì biết được đúng không? Nhưng mà có người mắt sáng lại thấy là người đứng gần lù đen xì lên bằng ngón cày. Ai khiếp không? Đêm mình các bác có khiếp không? Nó vào già thì nó tì, nó đè như bóng đè đấy. Đêm mình ngủ ở bãi cũng đè như bóng đè luôn. Không cày cửa đâu. Nhưng mà mà nếu mà mình đốt cái gì khét cùng nhau, nhưng mà tay thì vẫn sờ được nhưng mà không nói được. Không nói được, anh tên ơi không thậm chí là nó thể rồi. Như là cái chân nó úp vào mình coi như là nặng hẳn luôn rồi. Tay thì mà rõ ràng là khiều vào anh lại để anh cứu em thật. Mắt thì vẫn nhìn sáng được nhưng mà không cửa được. Cái này là chuyện tâm lý có thật đấy, đi đêm là không được phép đốt xương đốt lông đúng không? Đúng rồi. Không đốt xương lông cá thịt tức là không đốt trong không cho bếp. Cá thì được, cá thì mình nướng mà. Cá thì được đúng không? Xương nó khét. Xương lợn nó là. Thế mình nướng đêm thì sao? Mình nướng ban đêm. Mình nướng ban đêm thì nướng thì được, nướng thịt mà. Nướng thịt đúng không? Thịt nó không mùi ấy đâu. Đừng có đốt cho xương vào. Không cho xương vào. Xương này nghiền xương rồi bỏ vào. Nghiền xương rồi bỏ ra ngoài. Không được phép đốt lửa đúng không? Được bỏ ra ngoài. Kinh đấy các bác ạ, đi rừng đêm thế này không phải đơn giản đâu. Cũng rất nhiều chuyện khó nói đấy. Cái này không sợ đi đâu, không đi sửa đâu. Đi rừng có cái lại này đâu. Đây như Toàn nói đúng không? Có phải nhân tác đồng không? Đồng nguyên đấy. Đồng. Đồng thì được. Cái này là nếu mà đi rừng mà có đồng. Có đồng ấy. Thì là kể cả đi xuống con ma. Con ma thì nó lại sợ đồng, sợ chị đúng không? Chị. Mày đang nói con đom đóm bay lên đầu mày luôn. Thì nó sợ nó bay nữa. Chỉ điểm cho nó biết luôn. Đồng à? Thì đồng là tốt nhất. Đồng là cái đồng là đi mình đi rừng này, con ma này mình cuốn vào cho nó mình đi kiếm một ít thì lại con ma nó sợ. Đồng. Thế là xưa nay là như anh em trên này dùng dao các bác, làm cái chuôi dao này bằng đồng ấy là có lý do đấy các bác, nó cũng là vừa là trang trí, vừa thứ hai nữa là nó là kiểu bùa hộ mệnh. Đấy, bộ hộ mệnh nhé. Bộ hộ mệnh nhá. Đấy. Bằng đồng này, có đoạn thì đồng này. Là không có gì nhưng chúng mà tôi làm có con dao này chốt này bằng đồng này các bác này. Chốt này bằng đồng, chốt đồng này. Chân trải bằng chì đúng không?
là nó kinh đúng không? Kinh điển luôn. Sắt nhưng mà có mấy vòng đùng. Mấy vòng, một vòng cũng được. Quang trại. À đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Tại sao ngày xưa em nhớ vòng trại? Vòng trại chỉ có một mắt, đúng rồi, một mắt bằng đồng. Đỏ đỏ đúng không? Một mắt cũng được. À lý do là tại sao lại làm cái đấy à? Kỳ hay là con kỳ, ma hay là kỳ con đấy. Con cái tiếng Thái là con ngựa ngu đấy. À. Con rắn con dùng đấy. Con hổ con gì nó không dám một à con... thằng nào ngày xưa vòng chân trài bao giờ cũng phải có một cái vòng đây. Bằng đỏ đỏ thế này đúng không? Em bảo không hiểu tại sao nó lại như thế nhá. À một hai vòng thôi. Một hai vòng thì à đúng rồi đúng rồi đúng rồi không cũng cả không nhiều đâu. Đúng rồi chỉ một hai vòng thôi. Hóa ra là cho đồng vào các bác ạ, cho đồng vào. Đồng thì nó sử lắm. Các bác đi đâu không sợ rồi. Cứ là cho bao dao rồi chứ mà. Nếu thế mà... mình đêm nay có con dao này thì không sợ rồi nhỉ? Không sợ rồi, là vì sợ. Ừ. Ơi giời. Có đồng, có đồng mình mò mê đấy ạ. Cứ là cho vòng tay đồng cái là à đúng rồi, mình vẫn có vòng tay đồng nhỉ. Vòng tay đồng là cho ra luôn. Ừ. Nhưng mà mình họ túng là không cho được. À. Kiêng. Kiêng luôn. Vòng tay đồng đấy. Hóa ra cái con dao kia bằng đồng có lý do các bác ạ, để phòng trừ tà ma bùa hộ mệnh đấy. Không sao rồi. Đồng luôn đấy anh. Nếu mà đồng được. Đồng luôn đấy. Đồng vàng đấy. Rừng già bao nhiêu không sửa. Ừ, không phải đồng đỏ đâu, cái này đồng vàng. Cái này thì mua trong rừng một con dao này cũng là không sợ đúng không? Nhưng mà cũng hay lo lo đấy. Không lo. Khi mình làm mà nhiều lắm thì nếu mà nó bò nó cái tay nó thò chỉ có nó sửa con tay cái này. Tên này này. Mình đi vào rừng già. Ở rừng già thì cảm thấy mình hốt người gãy, mình hốt da gà cái là mình nắm tay mình chặt này. Nắm như thế nào? Toàn nắm như nào? Nắm này. À. Tại sao lại nắm như thế nhỉ? Nắm như thế là mình là nắm chắc. Chắc nắm chắc bàn tay bàn chân mình rồi. Mình mạnh. Hô mệnh mà. À. Mình mạnh thì... là sức mình mạnh rồi. Nó cảm thấy mình mạnh mẽ đấy. Mạnh mẽ nó không dám dị đụng đến mình. Nó không dám giả mình. Dạ mình. Tức là cứ đi vào rừng già mà. Tức là mình cứ nói tay kinh đi là nó sợ luôn. Cứ mình vào chỗ nào đi vào cò bái thầm ma là mình cảm thấy cảm giác mình mạnh người. Tôi không sợ cái gì. Tức là cứ thế. Thế mình nắm tay mình gân lên rồi. Đấy. Thế là đi. Các cụ vào thế. Về đây tôi chém chết. Nhiều ông còn hát. Hát thật đấy chứ đi mày hát. Hát rồi thôi sao. Rừng cây xanh lá cầm mà. Tốt nhất có con dao nhọn này, có cái đùng này thì yên tâm. Ừ, con dao nhọn đồng các bạn. Kể cả ma chay ma chó không à? Không sợ vào. Ma chay ma chó có cái này nó sợ cái thì chắc con ma. Đấy các bác xem xong vừa nãy chưa? Toàn bây giờ đang cầm dao lăm lăm nó đeo bây người giờ nó không nó có cái đoạn dao. Cái đoạn đồng ở con dao ấy các bác, nên là đó là một trong những lý do. Tôi cũng phải khẳng định luôn là từ xưa này tôi, từ khi tôi bé nhá, tôi còn bé, tôi xem các chú các anh quăng trại, tôi rất là lạ làm sao là trong cái trại bao giờ nó cũng có những cái vòng, một đến hai cái vòng màu đỏ bằng đồng. Mình không hiểu tại sao cả một cái vòng sắt, cái dây trại nó rất là rộng, toàn những cái vòng bằng sắt mà lại có một đến hai cái vòng bằng đồng. Để làm gì? Không hiểu. Tôi cứ nghĩ là để trang trí, nhưng không phải. Thì anh thêm hôm nay nói chuyện rồi mới phát hiện ra rằng là cái đó là một trong những cái gọi là bùa chú đi rừng. À, tôi xin phép nói đến đây thì có thể nhiều bác sẽ cười, nhiều bác sẽ chê, hoặc là nhiều bác sẽ thay này kia. Nhưng mà những cái vấn đề về tâm linh thì tôi xin nhắc lại là mình không phỉ báng ở đâu các bác ạ. Các bác xem cái phim mà quả trứng ném đất nhảy tốt 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 kìa đấy, là các bác đủ hiểu một trong những cái khó hiểu. Bây giờ tôi chuyển tắt đèn này phát này, các bác nhìn sẽ thấy ngay. Không gian ở trong khu vực trong này như thế nào? Bọn tôi đang đứng ở một cái khu vực rất là không vắng. Không gian ma đang đứng đấy. Không có một cái gì cả. Thôi hẹn gặp các bác trong chương trình nào đó. Chúng ta sẽ kể chuyện nhiều hơn về những cái vấn đề tâm linh của Tây Bắc. Còn phần này tôi xin phép chỉ chia sẻ đến mức là như thế. Anh em uống rượu thì có nói, có cười, có vui, nhưng không phải là say mà nói đâu các bác nha. Hoàn toàn bình thường luôn đấy. Giờ ba ông này ngồi sát nhau luôn, không dám đi cách xa nhau. Đi soi về. Soi về cái gì nữa giờ tầm này.
Thằng Toàn đi không? Mày đi mình không? Theo dao lên hùng rồi. Cho dao lên hùng đi đi. Tay nó thò chỉ có thật sự người bên kể người dưới nó phụ sự.